Hoàng Quốc Trung. Thưa quý vị, bước vào lồng bát giác của chúng ta là võ sĩ Nguyễn Hoàng Quốc Trung, năm nay 23 tuổi, đến từ câu lạc bộ California Fitness and Yoga Center. Một thần thái rất tự tin để bước vào trận đấu trong buổi tối ngày hôm nay ở hạng cân 56kg dành cho nam. Và đối thủ của Quốc Trung, hãy cùng chào đón võ sĩ đến từ góc đài xanh, Phạm Ngọc Cảnh. Và thưa quý vị, bước lên lồng bát giác đó là Phạm Ngọc Cảnh ở góc đài xanh, đến từ võ đường Liên Phong, thành phố Hồ Chí Minh, năm nay 29 tuổi. Chúng tôi nhận thấy rằng trong buổi tối ngày hôm nay ở cặp đấu này đều đang nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các cổ động viên ở trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên, chúng tôi muốn quý vị dành một tràng vỗ tay dành cho Quốc Trung được không ạ? Và bên này ở góc đài xanh đó là Ngọc Cảnh. Và người sẽ điều khiển trận đấu này xin được giới thiệu trọng tài Ngô Quốc Thắng. Sự cổ vũ của khán giả trong nhà thi đấu là không thể nóng hơn. Tất cả đang chờ đợi những diễn biến vô cùng hấp dẫn của trận đấu này. Cặp đấu hạng cân 56kg dành cho nam xin được phép bắt đầu. Trải qua 4 trận đấu và đây là trận đấu thứ 5 mà chúng ta sẽ có được ở trong 8 trận đấu diễn ra buổi tối ngày hôm nay, thì đến 4 trận đấu có 3 trận đấu được kết thúc trước hiệp thi đấu thứ 3 được bắt đầu. Đó là một sự hứa hẹn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được những trận đấu đầy hấp dẫn. Và chúng ta đang chuẩn bị đến với trận đấu ở hạng cân 56kg diễn ra giữa Phạm Ngọc Cảnh ở góc đài màu xanh và Nguyễn Hoàng Quốc Trung ở góc đài màu đỏ. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã bắt đầu. Ngọc Cảnh là võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong, nơi sản sinh ra rất nhiều những võ sĩ nổi tiếng, trong đó ưu tú nhất là Trần Quang Lộc, người sẽ thi đấu ở trận đấu cuối cùng trong 8 trận đấu của chúng ta ngày hôm nay.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến Ngọc Cảnh và Quốc Trùng thi đấu ở hạng cân 56kg và take down thành công. Đó là một tình huống mà Ngọc Cảnh đã take down được đối phương. Tiếp tục là một tình huống take down nữa. Lợi thế là không lớn, tuy nhiên nó cho thấy Ngọc Cảnh, một võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong, là những võ sĩ rất giỏi trong những tình huống grappling. Cú low kick, Ngọc Cảnh được đánh giá rất cao trong cuộc so găng với Quốc Trùng. Cú low kick vừa rồi đã tạo ra được, vừa rồi là một cú đấm thẳng tay sau bằng trái của Ngọc Cảnh, đang có lợi thế. Quốc Trùng đã dính những đòn đấm bằng tay đến từ Ngọc Cảnh, và bây giờ thì võ sĩ này đang phải chậm rãi hơn. Ngọc Cảnh đang là người có lợi thế. Những cú đấm thẳng tay sau, những cú stress đầy chính xác đến từ Ngọc Cảnh. Không chỉ giỏi trong grappling, những võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong luôn tạo ra được những thế đánh đứng đầy chính xác. Quốc Trùng đang chờ đợi cơ hội của mình. Rõ ràng là võ sĩ này sẽ phải chậm rãi hơn. Những cú hốc đến từ Ngọc Cảnh. Không cần tung ra những cú jab thăm dò, Ngọc Cảnh luôn luôn tung ra những cú hốc hoặc là chest. Rõ ràng là võ sĩ này cố gắng tạo ra được những cú đấm có thể tạo ra được cho mình một lợi thế. Ngọc Cảnh là võ sĩ đầy nặng ký ở hạng cân 65kg. Đó là một cú hốc chính xác. Những cú jab cũng đầy sức nặng đến từ Ngọc Cảnh, cố gắng thách đào. Không cần nhiều những cú jab, Ngọc Cảnh là võ sĩ tung ra những cú stress, những cú đấm thẳng tay sau và những cú hốc. Những cú đấm vòng đầy chính xác bằng tay phải. Và hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc ở góc đài màu xanh. Chúng tôi đã nhìn thấy Johnny Chí Nguyễn, vị huấn luyện viên của Liên Phong, đang có những lời nhắc nhở cho võ sĩ của mình. Johnny Chí Nguyễn đang động viên. Đó là điều mà Ngọc Cảnh cần phải điều tiết lại nhịp độ của trận đấu. Rõ ràng lợi thế đang thuộc rất lớn về võ sĩ ở góc đài màu xanh, Phạm Ngọc Cảnh. Ngọc Cảnh đang có một lợi thế rất lớn sau hiệp thi đấu đầu tiên. Võ sĩ này gần như không bị dính nhiều đòn ở hiệp thi đấu vừa qua. Trong khi đó thì Quốc Trùng ở góc đài màu đỏ đã dính những đòn chính xác với những cú stress và những cú hốc. Và khuôn mặt của Quốc Trùng bây giờ đã thấm đẫm sự mệt mỏi. Chúng ta sẽ cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai. Cần phải chậm rãi và điều tiết được nhịp độ trận đấu. Quốc Trùng cố gắng thách đào đối phương bằng một cú quẻ chân. Quốc Trùng cũng nhanh chóng luôn ra phía sau. Đây là tư thế khiến cho võ sĩ ở góc đài màu đỏ sẽ giảm đi được sự tấn công, và đã có một tình huống lùi tư chấp. Đó là một tình huống không đủ lực, và Ngọc Cảnh đã thoát ra một cách nhanh chóng. Ở hạng cân 56kg, chúng ta đang chứng kiến những võ sĩ được coi là ưu tú nhất ở hạng cân này.
ở thành phố Hồ Chí Minh thì hạng cân 56kg với Ngọc Cảnh là một võ sĩ đầy triển vọng cho người vô địch ở hạng cân này. Những cú chest đấm thẳng tay sau chính xác đến từ Ngọc Cảnh. Tuy nhiên Quốc Trung cũng đang cho thấy được những cú phản đòn của mình. Vừa rồi là một tình huống knock out. Đó là một cú đấm thẳng tay sau chính xác đến từ Ngọc Cảnh. Một cú đấm thẳng tay sau chest đây chính xác đến từ Ngọc Cảnh. Và đó là một chiến thắng bằng knock out. Ngọc Cảnh ngay lập tức đã khiến cho đối phương phải nằm sàn. Một chiến thắng ngay lập tức. Một chiến thắng ngay lập tức dành cho Ngọc Cảnh ở góc đài màu xanh. Một chiến thắng bằng knock out. Johnny Chính Nguyễn chắc hẳn sẽ rất hài lòng với người học trò của mình. Một cú đấm thẳng tay sau vừa đủ lực, rất chính xác. Một cú đấm thẳng tay sau đây chính xác đến từ Ngọc Cảnh và khiến cho Quốc Trung đã phải nằm sàn. Xin chúc mừng cho võ sĩ ở góc đài màu xanh. Thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn muốn quý vị dành một tràng pháo tay dành cho tinh thần thi đấu rất quật cường của võ sĩ góc đài đỏ Nguyễn Hoàng Quốc Trung được không ạ? Và người giành chiến thắng, thắng lợi rất xứng đáng ở trận đấu này với phương thức knock out trực tiếp, xin chúc mừng Phạm Ngọc Cảnh.